bãi biển Elkay nằm ở phía tây của thành phố Seattle, tiểu bang Washington, và một buổi chiều khoảng 7 giờ tối ngày thứ bảy các bạn, và coi như các bạn thấy 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn còn rất là sáng, do thành phố Seattle, tiểu bang Washington là nơi mà có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ nét, cho nên mùa hè thường kéo dài tới tận 90 giờ tối trời mới tối các bạn. Giờ vẫn còn rất là sớm, khoảng 7 giờ tối thôi các bạn. Chúng ta thử đi dạo quanh một vòng để xem cái bãi biển này như thế nào nhé các bạn. Bạn thấy là mặt nước rất là phẳng lặng, kết nối với biển hồ Washington, nên cái bãi biển này phải nói là rất lạnh các bạn. Mặc dù mùa hè, mặt nước trong veo phẳng lặng này nó hoàn toàn khác với các bãi biển Việt Nam miền nhiệt đới thì nước ấm, nhưng ở đây nước rất là lạnh, nên các bạn thấy hầu như là không có ai xuống tắm, và rất là thanh bình. Chúng ta thử đi xem một vòng xem cái môi trường ở đây như thế nào. Không khí thì phải nói là trong lành tuyệt đối, chính nhờ cái biển hồ Washington với những cái hàng thông bao xung quanh ta tạo nên một cái lớp bảo vệ kép, bảo vệ đôi đối với thành phố Seattle, nên khí hậu và bầu khí quyển ở đây có thể nói là một trong những thành phố trong lành nhất trên thế giới, thành phố Seattle. Chúng ta sẽ đi một vòng xem, cũng không hẳn là sạch lắm các bạn, nhưng do các kiến trúc sư đã được quy hoạch ngay từ đầu cách đây hàng trăm năm, nên đó là kiến trúc tự nhiên xen lẫn những thành phố hiện đại và cổ kính đang xen vào nhau. Chúng ta thử đi một vòng xem cái ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở đây như thế nào nhé các bạn. Như bạn thấy đây, nước rất là một màu gọi là xám các bạn, nhưng rất là sạch các bạn, và quăng lưới hay cần câu xuống ắt là có cá. Nhưng người dân ở thành phố Seattle thì bang Washington đi câu cá là một cái thú tiêu khiển, và khi con cá mà đạt cái độ chuẩn á, và có cái bằng cái permit mà được câu cá thì họ mới câu, còn con cá nhỏ quá thì họ sẽ quăng xuống lại biển hồ Washington. Còn những con cá lớn á, đủ chuẩn thì họ thường bắt về họ cho những người quen bạn bè, chứ còn thường không có ai bắt về mà ăn tất cả số cá mà họ câu được. Ở trên cỏ thì thường có những con chó, con mèo nó ỉn, nhưng người dân ý thức là sẽ mang theo một cái bao ni lông để hốt ngay những cái bãi mìn ha của các con chó con mèo của mình. Và phía đối diện đó là một cái chuỗi các apartment, căn hộ chung cư để cho khách du lịch tới nghỉ mát ở đây. Và từ cái bên kia đường á, là cái căn hộ chung cư này á, mà tới cái bãi biển này thì cách xa khoảng chừng có 30 mét, rất gần. Và cái view bên kia bạn có thể thấy đây, để zoom lại các bạn thấy đây là cái tháp Spear Needle, là cái tháp rất là nổi tiếng các bạn, là biểu tượng của thành phố Seattle sừng sững đây các bạn thấy. Ở bên kia là thành phố Seattle mình đã zoom lại rồi, các bạn thấy không, có dáng dấp của thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông ở nơi đây đúng không ạ. Bên kia là các cái cảng và các container hàng hóa đang xuống các bạn. Còn xa xa là một con tàu du lịch giống như cái khách sạn 5 sao đang di chuyển, các bạn sẽ thấy đó, con tàu rất là dài đang di chuyển trên bãi biển Elkay. Đó, con tàu này khá lớn các bạn ha, và nó sẽ cập bến vào thành phố Seattle thì phải. Đây, giờ zoom hết cả rồi đó, các bạn thấy con tàu đây, và zoom nhỏ lại đây. Rồi mình sẽ đi một vòng và mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đây là bãi cát các bạn, và đây là những cái deck nó nhô ra bãi biển Elkay để người ta có thể ra dạo chơi chụp hình, cũng như là nơi mà các cái
thuyền cano. Đây bạn thấy đây, được cái xe tải móc ha, và xuống ở những cái nơi này các bạn. Các bạn thấy à, có chú chim bồ câu đậu trên hàng cây. Dùng để launch, để coi như là đưa tàu ra và vào mà thôi. Thấy đang dao động theo mực nước. Trong các bạn, môi trường này thật là tuyệt vời đúng không ạ, rất là trong. Rất là non trong veo. $20,000 reward, coi như là những con sư tử biển ha. Thông tin về những cái sự biển xuất hiện ở đây. Ồ, bạn thấy lên xuống cái cột này ha, lên xuống sóng đánh. Thông báo là đừng có quấy rầy những con sư tử, những con hải cẩu biển còn nhỏ ha, mà nó trôi dạt vào bờ biển để nó nghỉ ngơi. Đây là rác các bạn, đây rác đây, một cái bao ni lông và hạn chế sử dụng tối đa bao ni lông. Đây là cái ly uống nước của khách du lịch. Đây là những cái hạt sạn ha, cây rất là tự nhiên. Những gia đình có thể là cắm trại ngay trên cái bờ biển này, chính nhờ cái biển hồ Washington như là bãi biển Elkai này mà khiến cho cái bầu khí ở trong thành phố Seattle trở nên có cái mức độ trong lành tới hầu như là tuyệt đối. Kia là con quạ.
chú quạ rất là thân thiện ha, con không thèm bay luôn. Cây thật tuyệt vời ha. Cây như là bonsai, còn đây là cái xe 4 chỗ ngồi. Ai đã bỏ quên ở đây. Xe đạp công cộng. Không cho chim biển ăn.